Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình đang có mặt tại hét Honda Hồng Đức 10, địa chỉ là ở chợ X A, thị trấn Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, trên tuyến quốc lộ 1A đó các bạn. Và hôm nay mình sẽ ghé hét để mình quay cho các bạn xem một chiếc Honda Winner. Và đây, mình đang ở trên lầu. Mình sẽ cho các bạn xem chiếc Honda Winner phiên bản màu đen cam. Đây là phiên bản thể thao nha các bạn. Chỉ còn lại một vài chiếc thôi. Theo như mình thấy thì hiện tại không còn nhiều xe này đâu. Bạn nào quan tâm xe này thì mình vui lòng liên hệ với bạn Nhuận nha. Số điện thoại mình sẽ để trên màn hình của các bạn. Số này có Zalo. Bây giờ sẽ quay tổng thể cho các bạn xem một vòng chiếc xe này để các bạn tham khảo. Đây là bản màu đen cam nha các bạn. Đó, chính là đen cam luôn. Nước sơn bóng chỉ có hai màu thôi, màu cam và màu đen, cùng với những bộ tem màu đỏ cam dán dọc thân xe là điểm nhấn đó các bạn. Cọc vành thì nó không có những cái chỉ màu như là những phiên bản khác, một màu đen tuyền luôn nha. Đây các bạn thấy những cái màu tem đỏ cam các bạn dán lên cái màu sơn là màu cam, cái sơn bóng dọc thân xe luôn. Còn chữ Winner là màu đen mờ nha các bạn, nó dán lên cái bỉnh màu đen luôn, nhìn rất là bí ẩn. Xe phía sau nè các bạn, Winner màu đen luôn. Các bạn vui lòng liên hệ với bạn Nhuận nha, bạn ấy sẽ tư vấn cho các bạn kỹ lưỡng hơn về giá cả cũng như là khuyến mãi nha các bạn. Phần cản sau cũng được sơn màu cam luôn nha, kịp với màu sơn của xe, của Winner màu đen. Rồi mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem cái màu này thôi, tại vì cái màu này cũng đặc cũ rồi. Nhưng vì vừa rồi có bạn muốn tìm kiếm cái màu này thì mình sẽ gửi clip này cho các bạn. Các bạn vui lòng liên hệ với bạn Nhuận. Bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Xin chào các bạn.